Chào các bạn, mình đã trở lại Mỹ sau một thời gian gần một tháng trời ở tại Việt Nam. Hôm nay ngày đầu tiên về làm Mỹ thì ngủ một giấc ly bì, giấc ngủ của mình còn đang hơi bị xáo trộn. Bà xã thấy vậy mới dẫn mình đi ăn. Hai vợ chồng cùng nhau kéo lên Santana, ghé cái quán ốc và lẩu, nhà hàng là ốc và lẩu các bạn ha. Mình sẽ review cho các bạn xem cái nhà hàng ốc và lẩu này bên trong nó có cái gì, để có dịp các bạn có về có lên có ghé tiểu bang California, thành phố Santana, thì hãy ghé vào đây thưởng thức thử xem sao. Mình chia sẻ các bạn nhé, các bạn đồng hành với mình nha. Ốc và lẩu restaurant các bạn, mình đi vào đây. Thường thường đông người ở chỗ này có mọi người đứng đây tiếp khách nè các bạn, nhưng mà hôm nay còn hơi vắng. Đó, cái logo ốc và lẩu các bạn. Ở đây đầu tiên vô là đập vào mắt mình là nhiều đống chè quảng cáo, chè các bạn, chè đậu đen nè, chè đậu bắp nè, chè đậu trắng nè, chè đậu ván gì á, ha, có miền Trung, chè chuối, chè khoai môn, chè thưng, đủ là chè ha, táo sọn các bạn. Ly chè khủng quá các bạn ơi, ăn ăn chắc không nổi luôn á. Nhà hàng đẹp hết ha các bạn, trang trí rất là đẹp. Hello bà xã. Đây bà xã của mình đây. Nay lần đầu tiên chồng về lại Mỹ, bà xã dẫn đi ăn ha, đãi chồng đi ăn ha. Món gì đây ta? Giới thiệu món cho các bạn thưởng thức tại nhà hàng ốc và lẩu tại thành phố Santa các bạn. Đây là sò điệp nè các bạn, sò điệp gì diễm. Đây nhà hàng đây. Quá đặc biệt không ha. Địa chỉ có địa chỉ không em? Có đây. Có cái địa chỉ. Đây là các bạn, địa chỉ đây các bạn. Đó, mình quay cho địa chỉ cho các bạn xem luôn ha. Em nói cái món này món gì vậy Diêm? Sò điệp Thái Thượng Hoàng. Cái món này. Cơm chiên tôm cua. Cơm chiên tôm cua hả? Đây là hàu vịt lộn. Rồi. Và đây là ốc hương nướng bơ tỏi. Em có thấy là chính giữa được không? Cái này nè. Cái này rau ra cho coi cái ốc hương đó. Đừng quà wow, các bạn thấy ốc hương ha, nóng hổi luôn ha. Quà wow. Ốc hương nè các bạn. Cái này là gì vậy em? Lấy cái này đẩy qua đó đi em. Ốc xà, ốc gạo dừa nè. Diễm khai trương món gì đi Diễm? Ăn trước rồi Diễm. Đây mình sẽ làm con ốc hương trước nha. Rồi làm con ốc hương ha. Đang sâu sùng sục luôn rồi đó. Ok. Thì mỏng nha, đem vô cái chén, bỏ vô cái chén Diễm. Hả? Muối tiêu nè Diễm. Ăn ốc hương với gì? Chấm dưới này. Chấm dưới này từ từ, chấm khoan để đây. Rồi chấm đây, khoan. Chấm thật nhiều ha, ăn cho đã ha. Rồi là nhào vô ăn luôn. Không ăn khí thế coi. Tuyệt vời. Không phải làm gì nữa. Cái món này, cái món này, cái ốc này bà xã mình mê lắm các bạn ơi. Đó. Làm miếng rau răm nữa. Wow, bài bản quá ha. Rồi cái này là cái món cơm chiên cua nè các bạn. Mình nhớ ăn cái này là mình nhớ cái quán Nam Cua Bể số 94 trên đường Đinh Tiên Hoàng các bạn. Bà xã mình biết mình thích ăn cái này cho nên món này bà xã order riêng cho mình. Bà xã mình lại thích ăn cái này mà mình lại không thích ăn, cho nên vợ chồng đồng thuận với nhau, người tôn trọng nhau, người thích ăn cái này thì order cho người này, còn người thích ăn cái kia thì order cho người kia, vậy thôi. Chỉ hầu hết thì bữa ăn của mình đơn giản thôi các bạn, không có nhiều, chỉ có một món này với món hộp vịt lộn,
cái món này với món này thôi, tổng cộng như đó thôi. Rồi giờ giờ khai trương món hột vịt lộn đi. Bọp bọp luôn hả? Húp xì xụp các anh. Hôm nay mình quay bà xã mình ăn ha. Mình không quay cho mình ăn mà mình quay cho bà ăn luôn. Rồi vô. Ăn đây là thấy chồng về cái ăn hột vịt lộn liền ha, khí thế quá ha. Trời ơi. Cho miếng muối tiêu vô nè, đậu răm vô nè. Thân thân muối tiêu thêm không? À, nhà hàng đông quá các bạn ơi. À, những cái cách trang trí mình thấy mình thích luôn. À. Rồi. À, có con nhỏ lớn vậy? Con này con vừa nhỏ. À, còn nhiều nữa không? Còn gì nữa không? Khi thế ăn húp lên bỏ ớt vô ăn cây cây coi. Wow, quá đã luôn. Nhưng mà ta phải làm miếng rau răm. Quá đã luôn ha. Cái nhà hàng này vô là mình thích nhất cái cây này nè các bạn ơi. Cây bông giấy màu trắng này các bạn, làm bằng giấy hay vải các bạn, một giấy hay vải gì đó, rất là đẹp. Wow, những cây là mình kết rồi các bạn ơi. Đó. Tuyệt vời. Này ốc này gọi là ốc gạo hay gì em? Ốc gạo có cái gì không? Em móc ra coi, em móc ra coi cái gì không? Ủa húp hả? Phải húp mới được hả? À để coi cục thịt đó coi. Ờ nuốt rồi. Cái gì á? Từ từ làm lại. Sao không cần? Đây, đây con ốc này. Coi cục thịt nó sao, nó cỡ nào? À cục thịt nó bé lớn vậy thôi nè nó. Khoan khoan, ở dưới thôi hả? Trời ơi. Ăn cái này chừng nào mới hết cái dĩa này trời. Vì cái này chắc là cái này mà nhớ mà gỡ ra chắc được chưa tới nửa chén nữa ha. Ốc gạo thì nó chưa được thôi. Nè con gạo nè, nhỏ nhỏ xíu vậy thôi nè. Rồi xong một thời gian vợ chồng xa nhau, bây giờ vợ chồng đoàn tụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.